Xin chào các bạn đã trở lại với channel của Shivakira. Mình là Karen Show. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số thủ thuật về VL Background. Ví dụ VL Background của bạn dài 15 giây nhưng slide lại đến 20 giây thì giữa chừng VL Background sẽ bị dừng lại. Vậy làm sao để giải quyết lỗi trên? Các bạn làm như sau. Tại tab Layer Setting, các bạn nhìn vào góc dưới bên tay phải sẽ thấy tab VL Clip Setting. Các bạn nhấp vào Lock VL Until End of Slide. Sau các bạn nhấp vào OK. Như thế là chúng ta đã giải quyết được vấn đề trên. Thứ hai là nhiều bạn hỏi mình là làm thế nào để VL Background có thể chạy xuyên suốt clip. Mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách. Cách thứ nhất, sau khi chèn VL hoặc là ảnh động và chỉnh sửa phù hợp thì tại tab Layer, các bạn nhấp chuột phải vào Layer, các bạn chọn Copy. Ở đây thì có rất là nhiều mục cho các bạn lựa chọn. Các bạn có thể chọn Copy to all slide để copy background này đến tất cả các slide, hoặc là Copy to specific slide để copy background này đến những slide mà bạn muốn. Và cách này thì lỡ bạn muốn chỉnh lại background thì phải đến từng slide, nên là trước khi copy các bạn cần phải chắc chắn là các bạn đã ưng ý với cái background này rồi. Các bạn thực hiện theo mình nhé. Ở đây các bạn chọn slide cần copy. Sau đó các bạn chọn copy hoặc copy to cloud. Và nhấp OK. Như vậy là cả hai slide này đều đã có được VL background. Cách thứ hai là render hai lần. Và cách này thì VL background sẽ xuyên suốt clip từ đầu đến cuối và chèn trên cả slide và transition. Nhưng cũng có nhược điểm là khi render hai lần thì sức và ảnh sẽ mờ hơn. Các bạn có thể chọn cách phù hợp với mình.